Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 357 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ, cuối cùng sau 300 năm, Giang Nam cũng đi tới khởi nguồn của thời đại ma đạo. Trong Tịch Diệt Thiên Hòa có một tòa đài cao đứng thẳng, một nam nhân áo xanh cao gầy đứng đó. Gần đài cao có bia đá dựng đứng trong Tịch Diệt Thiên Hòa. Giang Nam cũng không vội leo lên đài cao mà đến trước bia đá xem chữ khắc trên bia. Thanh Liên từng đến đây dạo chơi. Giang Nam bật cười nói: Là ai không có đạo đức công cộng như vậy, để lại một khối bia văn trong Tịch Diệt Thiên Hóa, sinh ra thời đại ma đạo như vậy. Nếu sinh linh thời đại ma đạo sinh ra mà thấy bia đá này, không chừng sẽ sợ chết khiếp mất thôi. Là ta không có đạo đức công cộng để lại. Nam nhân áo xanh cao gầy đứng trên đài cao xoay người lại, dáng vẻ không hề tức giận, cười nói: Đế Giang đạo hữu, nếu người du lịch đến đây, người không phải là do vũ trụ huy hoàng huyễn lệ như vậy sinh ra, có vô số sinh linh sinh sống tại đây, người nhìn hết tất cả, tán thán vũ trụ hùng kỳ, chẳng lẽ không muốn để lại một khối bia đá viết chữ lưu niệm mình từng đến hay sao? Giang Nam leo lên đài cao cười nói: Nếu ta có sức mạnh kinh người như thế, không chừng cũng làm như vậy. Huyền Thiên xin chào Tiên Tôn. Giang Nam không người hành lễ, Tiên Tôn cũng trả lễ. Chắc Diệp Lân tiểu quỷ nói xấu ta với ngươi phải không? Hắn sẽ nói ta và hắn lý niệm khác nhau, hơn phân nữa xuống tay giết ngươi phải không? Hắn không biết ta và hắn xung đột lý niệm bắt nguồn từ phụ thân của hắn, tồn tại cường đại tà ác kia. Sao? Phụ thân của Tiên Đế ư? Giang Nam rung động hỏi: Xin hỏi Tiên Tôn, các người xuất thân từ đâu vậy? Mà phụ thân của Tiên Đế là người như thế nào? Tiên Tôn bình tĩnh nói: Hắn là một người rất tà ác, thế nhưng vô cùng hấp dẫn, trong lòng tràn ngập hủy diệt và sáng tạo ra ma tính. Tiên Tôn không muốn nói nhiều, Giang Nam cũng không miễn cưỡng, hắn cười nói: Vậy Tiên Tôn có xuống tay giết ta hay không? Tiên Tôn dứt khoát nói: Có. Chán Giang Nam nổi gân xanh. Vừa rồi Tiên Tôn còn bảo là Tiên Đế nói xấu sau lưng gã, nhưng những gì Tiên Đế đều đúng, đánh giá Tiên Tôn không sai một ly. Tiên Tôn vẫn xung đột lý niệm với Tiên Đế, vẫn sẽ xuống tay với Giang Nam. Tiên Tôn tiên phong đạo cốt, khác với khí thế đế hoàng của Tiên Đế. Mặc dù Tiên Tôn là ảnh chiếu ma đạo, thế nhưng không có chút hơi thở ma đạo, càng toát ra thản nhiên ung dung, nhìn như đứng gần nhưng lại hờ hững xa xôi. Tiên Tôn nói: Đời ta không thích biến số, nhiều biến số nghĩa là tương lai mất kiểm soát đi. Đế Giang đạo hữu là biến số của tiên đạo, tiên giới ta. Tuy không biết tương lai đó là tốt hay xấu với tiên giới, mặc kệ như thế nào, phải nằm trong vòng khống chế. Nếu vượt tầm tay với ta thì nên xuống tay giết đi, tránh cho tương lai kiểm soát không được, làm hại tiên giới, làm hại tiên đạo của ta. Giang Nam nhíu mày, theo các kinh nghiệm trước kia, Giang Nam cảm giác được Tiên Đế và Tiên Tôn tính cách khác nhau. Giang Nam thường cảm giác bài bố đế và tôn nhằm vào hắn, đôi khi là bồi dưỡng rèn luyện, có khi đầy dẫy sát khí, rất mâu thuẫn. Hiện giờ ngẫm lại, những điều đó đại biểu khác biệt lý niệm của hai người. Tiên Đế thích thú biến hóa, thích thấy tiên giới, tiên đạo tràn ngập các loại biến hóa biến số, muốn tìm niềm vui trong biến hóa chưa biết. Tiên Tôn mặc dù cho phép biến hóa biến số, thế nhưng yêu cầu biến hóa biến số phải trong phạm vi khống chế. Nếu không kiểm soát được, mặc kệ thưởng thức đối thủ cỡ nào cũng sẽ không nâng tay bóp nát từ trong trứng nước. Cách làm của hai người không có gì đáng trách. Tiên Đế có lòng đế hoàng, khí độ dung người. Tiên Tôn thì đặt ích lợi tiên giới lên trên hết. Mời.
Quanh thân Giang Nam tràn ngập đại đạo, thời đại ma đạo, pháp, thân, đạo, quả hợp nhất lại. Cơ thể Giang Nam như biến thành thân thể mạnh nhất ma đạo. Đạo quả từ nguyên thủy đạo quả hóa thành ma đạo đạo quả, nguyên thần tràn ngập ma tính. Diệp Lân dạy cho ngươi rất nhiều. Mắt Tiên Tôn sáng lên khen nói. Hắn dạy ngươi đạo vô hình, khiến ngươi tiếp xúc sơ đến tiên thiên, để ngươi trên đường đi chậm rãi quan sát thời đại ma đạo từ nổi lên đến biến thiên suy sụp, nhìn trọn vẹn quỹ tích ma đạo vận chuyển, chuẩn bị đầy đủ luyện thành đại đạo vô hình rồi mới đến gặp ta. Nhưng bản lĩnh của Diệp Lân có 3 phần là do ta dạy, 3 phần là phụ thân của hắn dạy, 4 phần là tự mình lĩnh ngộ ra. Phụ thân của hắn có 2 phần bản lĩnh đến truyền thừa. Tiên Tôn thản nhiên nói. Đạo vô hình, pháp vô dạng, vô hình vô dạng, tức là tiên thiên. Trong tiên thiên có hồng mông là cao nhất. Người chưa lĩnh ngộ được hồng mông tiên thiên thì sẽ thua. Hồng mông tiên thiên sao? Giang Nam trầm ngâm, lộ ra vẻ đăm chiêu. Ngay giây phút đó, Tiên Tôn đã tấn công. Tiên Tôn bước ra một bước, chân sinh sen, một đóa sen xanh nở rộ, tầng tầng lớp lớp cánh hoa phủ kín đài cao, nhốt Giang Nam vào hoa sen. Giang Nam giật nảy mình, quát to, hai tay chắp trước ngực, cúi đầu khom người như đang hỏi Tiên Tôn. Ngay khi Giang Nam khom người, ức vạn trường kiếm từ sau lưng hắn bay lên, tựa chim công xẻ đuôi, nhưng huyễn lệ hơn rất nhiều. Trường kiếm rậm rạp tựa cây quạt xòe ra, nhìn chậm nhưng thật ra rất nhanh. Các trường kiếm chém hướng Tiên Tôn. Tiếng lang cang không dứt, vô số trường kiếm duỗi ra đâm thủng người Tiên Tôn, lại có vô số trường kiếm chém hướng đóa sen xanh bao phủ đài cao. Giang Nam đánh một kích kia là ma đạo tiên thiên hắn lĩnh ngộ ra khi đi ngược 5-6 ức năm thời gian. 300 năm để đi qua 5-6 ức năm luyện thành ma đạo kiếm khí biến ra từ đại đạo vô hình. Chiêu này Giang Nam gọi là cúi đầu chảm tiên sư, biểu lộ ra ma đạo gian xảo, bá khí, vô pháp vô thiên. Nhưng các trường kiếm xuyên thủng người Tiên Tôn không tạo thành chút tổn thương. Các kiếm khí quét hướng đóa hoa sen xanh cũng không làm gì được nó. Mắt Giang Nam hoa lên, mất bóng dáng của Tiên Tôn, đóa sen xanh biến mất, đài cao cũng biến mất. Trời xanh lồng lộng ập vào mặt, bao phủ Giang Nam, nhốt hắn trong vũ trụ kỳ lạ. Đây chính là thời đại ma đạo. Giang Nam nhìn xung quanh, lòng hoảng sợ. Đây là thiên địa càn khôn, cái này là sông núi, cái này là vũ trụ trời sao. Đó là thời đại ma đạo. Giang Nam dọc theo đường đi trông thấy cảnh tượng giống y hệt. Tiên Tôn quả nhiên khó đối phó hơn tiên đế. Tiên đế dùng thần thông chú đáo đụng độ với ta. Đại đạo vô thường chưa đến trình độ như Tiên Tôn. Còn Tiên Tôn tự mình diễn biến thời đại ma đạo càng kinh người hơn. Đây là hồng mông tiên thiên mà Tiên Tôn đã nói đến sao? Giang Nam cảm giác có lực lượng kỳ lạ xâm nhập như muốn đồng hóa hắn thành đại đạo thiên địa thời đại ma đạo, để thân thể, đạo quả, nguyên thần, tư duy, lý niệm, hết thảy của hắn không tồn tại, hòa vào thiên địa, xuôi theo đại đạo, không còn là bản thân hắn. Hồng mông tiên thiên của Tiên Tôn đã đến cực độ. Đại đạo vô hình của tiên đế là từ thị giác siêu nhiên bên trên cú nhìn lịch sử chú đạo, lĩnh ngộ ra đạo tiên thiên. Hồng mông tiên thiên của Tiên Tôn là dùng hồng mông biến ra thời đại ma đạo diễn biến tất cả. Cảnh giới của Tiên Tôn đúng là hơn tiên đế một bậc. Đương nhiên, đây chỉ là hai vị đạo quân tuyệt thế biểu hiện một loại thủ đoạn trước mặt Giang Nam, không có nghĩa là toàn bộ thực lực của bọn họ. Hồng mông tiên thiên của Tiên Tôn làm người ta rung động, làm người ta giật mình. Ma đạo Đại La Thiên. Giang Nam dùng mình, Đại La Thiên từ dưới bay lên trên, mở ra thời đại ma đạo, đồng hóa đại đạo, ngự thiên địa, tự thành một giới. Trong ma đạo Đại La Thiên, các ảo ảnh tiên thiên pháp bảo treo cao như vật thật, có sen, chuông, đỉnh, tháp, du long, thải phượng, hồng hà ma thần, đồng hóa và xâm nhập thời đại ma đạo. Thời đại ma đạo đè xuống, đè ma đạo Đại La Thiên rung lắc bần bật, không ngừng thu nhỏ, chỉ còn lại một vùng trời. Đây là nhờ Giang Nam lĩnh ngộ đạo lý, đạo vô hình, vô pháp, vô dạng. Nếu là trước kia, sợ là hắn không chống lại thiên địa đại đạo đồng hóa, trực tiếp hóa đạo thân chết. Giang Nam dùng nguyên thủy Đại La Thiên làm bản gốc,
ma đạo tinh thuần biến thành ma đạo Đại La Thiên. Giang Nam ở trên Đại La Thiên cao cao xem hết thể đại ma đạo, cảm giác nắm giữ một loại đại đạo trong tay, thiên địa ngay dưới chân mình. Thiên địa không chứa ta thì ta mở một vùng trời tự đứng, trong vùng trời đó ta tiên thiên bất diệt. Giang Nam đứng vững gót chân, ngửa đầu cười nói: Tiên tôn, hồng mông tiên thiên của ngươi chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn thôi sao? Dựa vào lực lượng thiên địa đồng hóa, không thể phá tiên thiên bất diệt của ta được. Chợt tiếng cười to vang lên, thiên địa sao động, tử khí vạn vạn dặm, các đại đạo treo qua ngoài chân trời. Trong chể sao vũ trụ, nơi tử khí ùa ra, một lão nhân chống gậy bước tới. Lão nhân cười dài: Đế Giang đạo hữu, ngươi làm sao tham ngộ được hồng mông tiên thiên vậy? Ngươi làm sao phá vỡ đấy? Ngươi tiên thiên bất diệt có thể xưng hùng trước mặt người khác thôi, thế nhưng với ta thì chỉ là tài món. Gậy quét qua, đâm thủng ma đạo Đại La Thiên của Giang Nam. Đầu gậy xẹt qua đâu là ảo ảnh tiên thiên pháp bảo nổ tung, biến thành từng đợt ma khí đến đó. Tiên thiên bất bại chi địa của Giang Nam không ngừng diễn sinh các loại hình dạng tiên thiên pháp bảo hiện ra. Giang Nam lắc mình biến thành ma thần khổng lồ cao vô tận, đấm vào cây gậy. Khi Giang Nam biến đổi thì tiên tôn giả cả cũng thay đổi, thiên địa thời đại ma đạo đổi thay. Giang Nam biến cao lớn bao nhiêu thì thời đại ma đạo tiên tôn giả nua cũng biến đổi to cỡ đó. Nắm tay của Giang Nam nổ, máu và xương vụn bay đầy trời. Nhưng Giang Nam mọc bàn tay mới, lắc người thành 800 đầu, 3.000 cánh tay. Ma đạo Đại La Thiên tuyệt thế vô song, một bàn tay nâng một thế giới ma đạo. Trời trăng sao, tinh tú ngân hà xoay tròn trong lòng bàn tay. Tay nâng 3.000 thế giới ma đạo từ từ chuyển động, 3.000 đạo ấn đánh vào tiên tôn giả nua. Chợt có tiếng cười dài phát ra từ sau lưng của Giang Nam. Thiếu niên áo xanh tay cầm bảo kiếm tới gần, nhát kiếm chém vào hắn. Tiên tôn thiếu niên cười nói: Đế Giang đạo hữu, ngươi chỉ là hậu thiên sinh linh, tầm mắt có hạn, làm sao biết ảo diệu hồng mông tiên thiên được đây? Hôm nay chém ngươi một nhát này, chém tam sinh quá khứ, hiện tại, tương lai của ngươi, cho ngươi biết đạo diệu hồng mông mà tâm phục khẩu phục. Giang Nam đối diện với một tiên tôn già đã rất vất vả, bây giờ đến thiếu niên tiên tôn càng làm cho hắn rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Lúc này có tiếng cười từ vị trí khác truyền đến, một tiên tôn trung niên từ tận cùng vũ trụ đi ra, tay cầm đóa sen xanh. Tiên tôn trung niên cười nói: Đừng nói nhiều với hắn, có nói thì hắn cũng không hiểu, chỉ biết tự phụ vũ lực thì nhưng không rõ diệu dụng hồng mông tiên thiên. Ba tiên tôn bao vây, gậy gỗ, bảo kiếm, đóa sen xanh công kích Giang Nam. Trong khoảnh khắc, Giang Nam bị đánh đầu rơi máu chảy, các cái đầu bị chặt, các cánh tay bị gãy, máu nhuộm ma đạo Đại La Thiên. Ba tiên tôn xoay nhanh xung quanh Giang Nam, các đòn công kích vô cùng cường đại chút xuống người hắn. Giang Nam đứng yên tại chỗ, vô số cánh tay tung bay, thủ ấn hóa thành hình dạng các tiên thiên pháp bảo công kích ba tiên tôn. Đối với Giang Nam, đây là trận chiến vô cùng khó khăn. Tiên tôn đã động sát khí, Giang Nam buộc lòng liều mạng chống trả, nếu không sẽ hồn phi phách tán. Dù Giang Nam xem quá trình năm 60 ước năm thời đại ma đạo, thế nhưng vẫn bị giết, bị thương nhiều lần. Giang Nam vận chuyển ma đạo Đại La Thiên, liều mạng bị thương nặng, lao ra vòng vây ba tiên tôn, vừa chiến vừa lùi. Ba tiên tôn trước sau giết lên, nhưng thế ba người bao vây đã bị phá. Giang Nam vừa đánh vừa lùi, va chạm với ba tiên tôn, tuy bị thương nặng nhiều lần, thế nhưng không chí mạng đến mạng sống. Không, không đúng, hồng mông tiên thiên của tiên tôn không chỉ có như thế, chắc chắn là ta đã bỏ sót cái gì rồi. Trong đầu Giang Nam xoay nhanh các ý nghĩ, ba tiên tôn liên tục tấn công, mỗi người làm cho hắn vất vả đón đỡ. Thực lực mỗi tiên tôn đều hơn hẳn Giang Nam, thế nhưng chưa đủ để lấy mạng của hắn. Chán 800 cái đầu đột nhiên mọc ra con mắt, 800 ma nhãn quét qua trên trời, dưới đất, bốn phương tám hướng, nhìn thấu mọi thứ trong vũ trụ thời đại ma đạo. Đột nhiên tim Giang Nam rung lên, hắn thấy tận cùng vũ trụ này dựng đứng các cây cột xanh chống đỡ vũ trụ hồng hoang. Năm cây cột xanh tràn ngập hồng mông chi khí,
bên trong hồng mông chi khí kết nối lại thành màn trời khép thời đại ma đạo. Trong khe hở khung trời chưa khép kín, Giang Nam trông thấy khuôn mặt to lớn, mặt lớn như vũ trụ, khuôn mặt của tiên tôn. Ở bên ngoài, đài cao vẫn là đài cao, tiên tôn vẫn là tiên tôn. Ảnh chiếu tiên tôn ngồi xếp bằng, xòe tay ra, trong tay là một đóa sen xanh. Trong hoa sen là thời đại ma đạo, mênh mông. Trong thời đại ma đạo, Giang Nam đang đánh nhau với ba tiên tôn già, trung niên và thiếu niên. Đóa sen xanh khép lại, sắp thành nụ hoa. Giang Nam nằm trong bàn tay của tiên tôn. Đóa sen xanh trong tay tiên tôn hình thành nụ hoa là Giang Nam không thoát khỏi bàn tay gã được. Một đóa sen là một vũ trụ, bên trong chứa thời đại ma đạo biến ra từ đại đạo của tiên tôn. Cuối cùng nụ hoa thành hồng mông tiên thiên. Giang Nam sẽ tan biến trong bàn tay của tiên tôn thành ảo mộng, thành tế phẩm cho hồng mông tiên thiên, thành một phần của hồng mông tiên thiên. Đây là hoàn toàn xóa sổ, xóa mọi dấu vết của Giang Nam. Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau đều xóa hết, không chừa chút cơ hội sống nào. Tiên tôn ra tay không giống với người thường, không như tiên đế, để lại một đường sinh cơ cho Giang Nam cơ hội trưởng thành. Trong nhụy đóa hoa sen xanh, Giang Nam dốc hết sức bay ra khỏi thời đại ma đạo. Giang Nam phải thừa dịp cánh hoa chưa khép kín nhảy ra vũ trụ hồng hoang. Nếu không ra được thì hắn chỉ có con đường chết. Một kích của tiên tôn quá khủng bố, kinh khủng đến nỗi không chừa một chút cơ hội sống. Giang Nam nhảy lên cao, chợt thấy tiên tôn trung niên hô đóa sen xanh. Vô số đại đạo ma đạo bay ra từ hoa sen, quấn quanh mắt cá chân Giang Nam, kéo hắn xuống. Tiên tôn trung niên cười nói: "Đế Giang đạo hữu, có chúng ta ở đây, ngươi muốn trốn hay sao?" Một bên có trường kiếm chém tới, tiên tôn thiếu niên chém đầu Giang Nam cười nói: "Người chưa từng lĩnh ngộ hồng bông tiên thiên thì không nhảy ra khỏi chỗ này được, mãi mãi nằm trong vòng khống chế của ta." Ở bên kia, tiên tôn già hô gậy điểm cười nói: "Dù người lĩnh ngộ hồng bông tiên thiên cũng là đi con đường ta mở, vẫn phải gọi ta là tổ sư, thấp hơn ta một bậc, rơi vào bàn tay của ta." Giang Nam xoay người chiến đấu, rốt cuộc hắn cảm nhận được sự cường đại vô địch của tiên tôn. Bây giờ Giang Nam chỉ có nước cố gắng nhảy ra trước khi cánh hoa sen khép lại. Trận chiến này rất vất vả, Giang Nam muốn nhảy ra ngoài nhưng cứ bị ba tiên tôn kéo xuống. Trên bầu trời thời đại ma đạo, các cánh hoa dần khép kín, khe hở ngày càng nhỏ, cơ hội trốn thoát ngày càng xa vời. Giang Nam biến thân ma đạo cầu vồng, cố gắng đụng chạm, liều mạng chiến đấu, cuối cùng giành được một cơ hội sống trong chớp mắt. Giang Nam thò đầu ra khỏi vũ trụ thời đại ma đạo, quấy mạnh nhảy khỏi vũ trụ ma đạo trong tay tiên tôn. Lúc này thiên ngoại đột nhiên có một ngón tay xanh mông lung từ xa vươn tới, đè thân hình Giang Nam thò ra ngoài, ấn hắn té vào vũ trụ thời đại ma đạo. Tiên tôn già, thiếu niên, trung niên lại bao vây, gần như chém Giang Nam chết tại chỗ. Giang Nam tử chiến chạy trốn, lại nhảy ra khỏi thiên ngoại. Lúc này chỉ còn 5 chỗ có thể ra khỏi thiên ngoại. Chợt nghe tiếng nổ, lại một khe hở khép kín, cánh hoa sen khép lại. Giang Nam định xông ra khỏi thiên ngoại, thế nhưng bên ngoài một mảnh xanh mông lung, một ngón tay như mở ra vũ trụ hồng hoang đè xuống, đẩy Giang Nam quay ngược trở về. Âm 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 âm, lại một khe hở khép kín, chỉ còn 3 khe hở. Cái khe càng lúc càng nhỏ, đại biểu cho 3 cơ hội sống còn cuối cùng. Nếu không bắt chặt 3 cơ hội sống thì Giang Nam sẽ hoàn toàn rơi vào tay Thanh Liên tiên tôn. 3 tiên tôn không vây giết nữa mà bay lên. Tiên tôn già canh khe hở bên phải, tiên tôn trung niên che khe hở chính giữa, tiên tôn trẻ canh khe hở bên trái. Đế Giang đạo hữu, nếu ngươi không dùng đại đạo ma đạo mà sử dụng thực lực thật của mình, lấy ra tiên tiên pháp báo thì có thể thoát khỏi. Tiên tôn trung niên cười to nói: "Nhưng làm vậy thì ngươi đừng mơ học được thứ gì từ ta, không thể nghiệm chứng hiểu biết ma đạo của ngươi có đạt đến trình độ như ta hay không. Dù ngươi trốn ra ngoài sẽ để lại bóng ma trong lòng, sau này gặp ta sẽ thất bại. Nếu ngươi bằng vào tu vi ma đạo thì thua là cái chắc rồi. Tiến lùi khó khăn, ngươi lựa chọn như thế nào đây? Ta để lại cho ngươi 3 con đường, một đường quá khứ, một đường tương lai, một đường hiện tại. Ngươi đi con đường nào?"
Giang Nam đứng trong không trung, nhíu mày đi hướng Tiên Tôn trung niên. Giang Nam cười nói: Tiên Tôn, kiếp trước không thể đuổi theo, tương lai chưa biết có thể đấu tranh giành lấy hay không, nhưng muốn tranh thủ tương lai thì phải cố gắng ngay hiện tại, cho nên ta chọn hiện tại. Ma đạo Đại La Thiên của Giang Nam càng ổn định, tiên tiên pháp bảo các hình dạng treo cao bên trong chiếu rọi kiếp này, thông qua hiện tại chiếu sáng tương lai, thế nhưng không chiếu quá khứ. Quá khứ không thể sửa đổi, có thể đuổi theo tương lai, có thể thay đổi, phải cố gắng từ hiện tại mới tranh thủ một cơ hội sống thay đổi tương lai. Đạo tâm của Giang Nam sáng tỏ, hắn cảm thấy gặp Tiên Tôn, chiến đấu với Thanh Liên Tiên Tôn làm đạo tâm càng vững chắc hơn, tăng lên trình độ trước giờ chưa từng có cảm giác chạm được đạo tâm tiên thiên. Tiên Tôn trung niên nghênh đón, hoa sen ở trong tay, hắn cười nói: Nếu ngươi vượt qua được ta thì sẽ cho ngươi đi ra ngoài. Đế Giang đạo hữu à, mời. Giang Nam quát to, ma đạo Đại La Thiên khuếch trương càng vững chắc hơn. Giang Nam xông lên, đóa sen lắc lư trong tay Tiên Tôn trung niên quét qua, ma đạo hóa thành hồng mông chi khí, đóa sen xanh che trời, tràn ngập vũ trụ hồng hoang. Trong sen xanh sinh ra một ma đạo vũ trụ, một đóa sen khai thiên. Giang Nam gầm lên, sen xanh và ma đạo Đại La Thiên va chạm, ma đạo Đại La Thiên tan biến thành tịch diệt kiếp cuồn cuộn hủy diệt đóa sen xanh. Giang Nam sử dụng hiểu biết sâu sắc nhất về ma đạo của mình, hỏa tan ma đạo Đại La Thiên, dùng nó phá giải hồng mông tiên thiên của Tiên Tôn. Hồng mông Thanh Liên trong tay của Tiên Tôn trung niên bị thế tịch diệt ma đạo Đại La Thiên đồng hóa, biến thành tịch diệt ma đạo của Giang Nam, tăng uy lực tịch diệt kiếp. Tiên Tôn trung niên nhíu mày, lắc người né tránh. Giang Nam cười to, cất bước chui ra khe hở, nhảy ra vũ trụ trong bàn tay Tiên Tôn. Giang Nam cười nói: Tiên Tôn, hôm nay nhảy ra rồi, ta có thể đại chiến với ảnh chiếu của ngươi. Sao? Nguy rồi. Giang Nam vừa nhảy ra vũ trụ trong bàn tay thì bỗng biến sắc mặt nhìn xung quanh. Sau khi Giang Nam nhảy ra vũ trụ trong bàn tay thì bốn phía vẫn là trời xa vũ trụ, vẫn là vũ trụ hồng hoang thời đại ma đạo. Dường như tất cả không thay đổi, chỉ có vị trí vũ trụ là đảo điên trên dưới, thay đổi trái phải. Ma đạo vẫn là ma đạo, Giang Nam còn nằm trong tay Thanh Liên Tiên Tôn, chẳng qua từ vũ trụ trong bàn tay phải nhảy sang tay trái. Khi Giang Nam nhảy ra, một bàn tay khác của Thanh Liên Tiên Tôn biến thành vũ trụ thời đại ma đạo khác, hai bàn tay chồng lên nhau. Nhìn như Giang Nam nhảy ra ngoài, cố gắng vùng vẫy trốn thoát, thế nhưng thật ra là nhảy từ bàn tay này của Thanh Liên Tiên Tôn sang bàn tay kia. Âm 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 âm. Trên đầu Giang Nam vang tiếng nổ đinh tai nhức óc. Con đường kiếp trước khép kín, lại một tiếng nổ, con đường kiếp sau khép lại. Thanh âm chấn động cuối cùng cũng vang lên, con đường kiếp này cũng khép lại. Giang Nam hoàn toàn rơi vào vòng khống chế của Thanh Liên Tiên Tôn. Đế Giang đạo hữu, người có thể hóa đạo. Giọng Thanh Liên Tiên Tôn chấn động thiên địa hoàn vũ, vang vọng không dứt trong vũ trụ. Thanh Liên Tiên Tôn thản nhiên nói: Dù người lĩnh ngộ hồng mông tiên thiên thì bây giờ đã muộn. Đạo hữu, từ nay ngươi không còn tồn tại. Trong đôi tay Thanh Liên Tiên Tôn, hai đóa sen xanh bắt đầu hợp thành một. Hai vũ trụ thời đại ma đạo trong hoa sen hợp nhất lại. Vũ trụ bắt đầu đồng hóa, hóa thành ma đạo hồng mông, thiên địa đổ xuống, ầm ầm kéo đến. Giang Nam thở hắt ra, ngồi xếp bằng, giữ cho ma đạo Đại La Thiên không bị phá. Giang Nam định lĩnh ngộ hồng mông tiên thiên, thế nhưng lực lượng hồng mông từ bên ngoài càng lúc càng nặng nề, đè ép ma đạo Đại La Thiên liên tục thu nhỏ, khó giữ một góc trời. Một chớp mắt như qua ngàn năm, trong một góc trời ma đạo Đại La Thiên của Giang Nam, có ma đạo vũ trụ chậm rãi khai sáng, cố gắng giữ một góc trời, giữ thế bất bại. Đúng như Tiên Tôn nói, dù Giang Nam lĩnh ngộ hồng mông tiên thiên, cũng đi theo sau lưng Tiên Tôn, đi con đường Thanh Liên Tiên Tôn đã bước qua. Thanh Liên Tiên Tôn ở cuối đường thấy rõ Giang Nam, muốn tiêu diệt hắn không khó khăn gì. Dựa vào hồng mông tiên thiên không thể phá cục diện, phải chết chắc này. Chỉ có tìm con đường khác mới giải trừ nguy hiểm, thế nhưng con đường nằm ở đâu đây? Giang Nam mở mịt bỗng bật cười. Phải rồi, ta bị Tiên Tôn dẫn lầm đường, cho rằng học hồng mông tiên thiên là có thể đấu lại hắn ta. Ta đâu cần học theo Tiên Tôn đâu.
Đi con đường của hắn thì làm sao vượt qua hắn được? Ta có con đường riêng của mình, đường ta đi là tông hướng tận cùng đại đạo. Con đường của ta là thần đạo, là đạo nguyên thủy. Nếu ta cứ nhất quyết học Hồng Mông Tiên Thiên của Tiên Tôn thì chắc chắn sẽ thua. Nếu là đạo nguyên thủy, luyện thành ma đạo nguyên thủy thì còn một cơ hội sống. Hồng Mông Tiên Thiên của Tiên Tôn tối đa chỉ là chất dinh dưỡng cho đạo nguyên thủy của ta. Vì chút dinh dưỡng này mà quên con đường của mình đi, mất nhiều hơn được. Giang Nam xóa tan sương mù trong lòng, cười dài. Cái gọi là ma đạo, chú đạo, tiên đạo, Hồng Mông Tiên Thiên đều chỉ là biểu tướng, là hình dạng nguyên thủy biến ra. Cố ý truy cầu Hồng Mông Tiên Thiên chẳng bằng cầu chứng nguyên thủy, tìm nguồn, tìm khởi đầu. Quanh thân Giang Nam là ma đạo Đại La Thiên, là vũ trụ thời đại ma đạo mới diễn sinh ra. Tất cả đốt cháy, bị tịch diệt thiên hỏa đốt đi. Ma đạo nguyên thần, đạo quả, pháp lực, thần thông, cơ thể Giang Nam đều tẩm trong tịch diệt thiên hỏa. Giang Nam dùng tịch diệt thiên hỏa đốt cháy bản thân, lĩnh ngộ đại đạo, đạo lý sinh ra từ thời đại ma đạo trong tịch diệt thiên hỏa, đuổi theo nguyên thủy ma đạo. Ma đạo quay về tịch diệt thiên hỏa, thoáng chốc đại đạo, đạo vô cùng cao thâm vọt tới, vô số đạo âm ngân nga trong não của Giang Nam. Giang Nam như trải qua quá trình huyền diệu trước khi ma đạo sinh ra, tịch diệt thiên hỏa dưỡng dục thời đại ma đạo. Hồng Mông Tiên Thiên nghiền áp, nghiền nát Giang Nam ra. Nhưng khi đụng vào tịch diệt thiên hỏa thì tan rã hòa vào trong, thành dinh dưỡng của tịch diệt thiên hỏa, tăng thêm nhiều đại đạo lý, ma đạo hòa vào tri thức của Giang Nam. Trong tịch diệt thiên hỏa, cơ thể mới của Giang Nam được hình thành, tịch diệt thiên hỏa vòng quanh người hắn, như thể tịch diệt thiên hỏa biến thành đạo chủ, chủ đại đạo. Đột nhiên, Hồng Mông Tiên Thiên tán đi, tất cả biến mất. Giang Nam vừa tiến vào trạng thái ngộ đạo trước giờ chưa từng có, bỗng nhiên bị đánh gãy, lòng thất vọng. Trên đài cao, Thanh Liên Tiên Tôn ngồi xếp bằng đối diện Giang Nam, hắn cũng khoanh chân ngồi trên đài. Thanh Liên Tiên Tôn đứng lên. Đế Giang, ngươi qua cửa. Thanh Liên Tiên Tôn phất tay áo. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội tham ngộ đạo lý Hồng Mông Tiên Thiên càng cao sâu hơn. Ngươi có thể đi ải tiếp theo. Giang Nam nhíu mày, hắn vừa rơi vào trạng thái ngộ đạo đã bị ném ra ngoài, lòng trống trơn, khổ sở, muốn học máu. Lần sau Giang Nam muốn tiến vào lĩnh ngộ huyền diệu như thế là vô cùng khó khăn. Tiên Tôn không cho Giang Nam cơ hội nào để cho hắn tiến bộ, không có cơ hội lĩnh ngộ Hồng Mông Tiên Thiên, cũng không có cơ hội lĩnh ngộ ma đạo nguyên thủy. Có thể nói Thanh Liên Tiên Tôn dứt khoát tuyệt tình. Giang Nam đứng lên hành lễ với ảnh chiếu của Thanh Liên Tiên Tôn, đi lướt qua người gã hướng tới con đường đằng sau đài cao. Thanh Liên Tiên Tôn khá ngạc nhiên, dương mắt liếc Giang Nam. Chẳng lẽ ngươi không muốn hỏi tại sao ta đánh gãy ngươi ngộ đạo? Ta chân ngang ngươi ngộ đạo tương đương với cướp đi một cơ hội cho ngươi vấn đỉnh Hồng Mông Tiên Thiên, thậm chí trình độ cao hơn hay sao? Lần sau ngươi tiến vào trạng thái ngộ đạo tương tự sẽ rất khó khăn. Chẳng lẽ ngươi không muốn nói vài câu biểu lộ tức giận hay sao? Giang Nam dừng bước lại cười nói. Tiên Tôn dù gì cũng là tiền bối, Tiên Tôn làm như vậy chắc có đạo lý của mình. Theo ta thấy hành động của Tiên Tôn khiến ta hơi khinh thường. Thế nhưng đổi lại góc độ của ngươi, hai ta không thân cũng chẳng quen. Ta không phải người trong tiên đạo, ngươi cũng không cần đưa ra lĩnh ngộ của mình trợ giúp ta. Thanh Liên Tiên Tôn gật gù cười nói. Tùy ngươi nói có chút đạo lý, nhưng đó không phải ý định của ta. Nếu ngươi đi đường tiên đạo, ta giúp ngươi cũng không sao, chẳng sợ tương lai ngươi vượt qua ta. Ý định của ta là ngươi là biến số tiên đạo. Tiên giới có một nửa khả năng sau này ngươi giúp ích cho tiên đạo tiên giới, một nửa khả năng là phá hoại. Ta không thể mạo hiểm giúp đỡ ngươi. Lỡ tương lai ngươi trở thành mối hiểm họa cho tiên giới và tiên đạo thì hành động hôm nay là nuôi đích. Giang Nam mỉm cười nói. Ta hiểu, ta cũng biết tại sao lý niệm của tiên tôn và tiên đế khác nhau. Hai người ở chung đã lâu, lý niệm sẽ sinh ra xung đột. Thanh Liên Tiên Tôn nét mặt xa sầm nói. Hai chúng ta tranh chấp lý niệm, người không có tư cách đánh giá vào. Tiên Tôn ung dung nói. Lần này ta cắt đứt đường ngộ đạo của ngươi. Ta hỏi thật,
trong lòng ngươi không căm giận hay sao? Giang Nam cười phá lên, cất bước đi xuống đài cao. Giang Nam thản nhiên nói: bây giờ có oán cũng vô dụng, ta làm gì được tiên tôn đây? Sau này đánh gãy cơ hội ngộ đạo của tiên tôn là được. Ảnh chiếu thanh liên tiên tôn nhíu mày nhìn Giang Nam đi vào dòng sông thời gian, thời đại yêu đạo tiền sử. Thanh liên tiên tôn nhỏ giọng nói: đây là loại người có thủ sẽ trả, nhưng đánh gãy cơ hội ta ngộ đạo sao? Tiểu tử này nói năng cản rỡ thật. Lần sau ta ngộ đạo đương nhiên là chứng nguyên thủy, đặt chân đến tận cùng đại đạo, hắn làm sao đánh gãy đây? Giang Nam cất bước đi tới, bước qua con đường thời đại yêu đạo bị hủy diệt, tịch diệt kiếp phá hủy, vũ trụ hồng hoang hoàn chỉnh, cảnh tượng thê mỹ mà đồ sộ, khiến người rung động. Giang Nam đã trông thấy trạng thái tịch diệt kiếp phá hủy thời đại chú đạo, ma đạo, nhưng hắn vẫn bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu. Mỗi lần quan sát tịch diệt kiếp là Giang Nam có hiểu biết, tri thức khắc đi, nhiều lĩnh ngộ ùa vào não hơn. Mỗi lần tịch diệt kiếp biểu hiện ra đại đạo tịch diệt khác nhau, có ý nghĩa đạo vô hình vô pháp vô thường. Nhiều lần Giang Nam đứng lại, mỗi giây có thu hoạch khác nhau, nhưng tiên tôn đánh gãy ngộ đạo làm lòng Giang Nam trống rỗng. Mãi khi hắn chìm đắm trong lĩnh ngộ đại đạo tịch diệt mới xóa bỏ cảm giác mất mát kia. Ngộ đạo là kỳ ngộ, chỉ gặp chứ không cầu được. Huống chi lần này Giang Nam ngộ đạo sắp tiếp xúc trạng thái tiên thiên cao đẳng hơn Hồng Mông tiên thiên rất nhiều, có thể gọi là tiên thiên nguyên thủy. Nếu tham ngộ ra ma đạo tiên thiên nguyên thủy, suy một ra ba, tham ngộ đại đạo các thể đại tiền sử đến trạng thái tiên thiên nguyên thủy, thì tu vi của Giang Nam sẽ tiến bộ vượt bậc. Nhân kiếp, thiên kiếp gì đó không đáng để lo. Bị đánh gãy trạng thái huyền diệu kia, nói Giang Nam không bất mãn là sao? Lần sau hắn muốn tiến vào trạng thái này, không biết là năm nào tháng nào. Giang Nam cần một thời gian bình tĩnh lại đạo tâm của mình. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Giọng tịch diệt đạo nhân ồm ồm vang lên, tràn ngập giận dữ. Tại sao nhìn ngó ta 15 năm hỗn độn? Ngươi đi ra, ta bảo đảm báo đánh chết ngươi. Ra đi, đường đường chính chính đấu một trận với ta. Giang Nam làm ngơ như không nghe thấy. Tịch diệt đạo nhân rực cháy lửa giận, nhờ thế tịch diệt kiếp hủy thiên diệt địa, trút ra cơn tức của mình. Vũ trụ thời đại yêu đạo hoang tàn và rách nát. Mấy chục năm sau, Giang Nam chậm rãi đứng dậy, ngược thời gian đi hướng thời đại yêu đạo huy hoàng. Giang Nam đột nhiên dừng bước. Sao? Hai người chết vì tình, chắc là đạo nữ chín kiếp quấn quýt mà Băng Liên Thánh Mẫu đã từng nhắc với ta. Giang Nam nhìn một góc thời đại yêu đạo, thấy trước khi tịch diệt kiếp bộc phát, dù tịch diệt kiếp chưa đến, thế nhưng thiên địa đã tan vỡ, đại đạo tan rã, tách rời ra. Nhiều yêu tộc thiên quân cổ xưa đã không chịu nổi. Thiên quân là tồn tại hợp đạo, kết hợp với thiên địa đại đạo, có thể điều động lực lượng đại đạo thiên địa. Trước thời kỳ tịch diệt kiếp bộc phát, thiên địa đại đạo không ngừng tan rã hủy diệt, thiên quân có bước vào cảnh giới hợp đạo được nữa. Giang Nam nhìn thấy đôi đạo lữ không phải thiên quân mà là đẳng cấp thiên quân. Hai người quấn quýt chín kiếp, thế nhưng mãi không độ qua tình kiếp thiên quân. Bọn họ luyến tiếc nhau, lần lượt chuyển thế, xóa bỏ ký ức về đối phương, thế nhưng cuối cùng vẫn luôn bên nhau. Khi tịch diệt kiếp bộc phát, đôi nam nữ tuyệt vọng ôm nhau chết, mãi mãi biến mất bên trong thời gian. Giang Nam yên lặng nhìn hai người chết vì tình, lòng buồn bã. Từ xưa đến nay hiếm có ai như đôi đạo lữ này. Chẳng lẽ người có tình không thể nắm tay nhau đến cuối đường, độ qua tịch diệt kiếp được hay sao? Phu nhân thả không chứng thiên quân cũng muốn ở bên ta, còn Giang Tuyết tỷ tỷ thì sao đây? Giang Nam bước tiếp, hắn thầm nghĩ. Nàng khí cao chí hướng xa, có lẽ sẽ chấm dứt tình duyên giữa ta và nàng để chứng đạo thiên quân. Giang Nam cười tự giễu, nhìn kiếp trước của Băng Liên Thánh Mẫu, thừa dịp Vô Tà đạo quân, Thiên Hoang đạo quân tranh chấp thì thông minh cướp tiên thiên giao cầm. Giang Nam bật cười, Băng Liên Thánh Mẫu thông minh tinh nghịch, đúng là tiểu yêu tinh, cướp mồi ngay miệng cọp. Nàng chiếm cơ hội sống trốn thoát tịch diệt kiếp. Giang Nam đi con đường này mất mấy trăm năm, nghiên cứu đại đạo, thời đại yêu đạo, xác định những gì đã đọc trong Đạo Quân Điện. Cuối cùng Giang Nam đến khởi đầu thời đại yêu đạo trong tịch diệt thiên hỏa. Trên đài cao đằng trước, tiên đế đứng thẳng chờ Giang Nam tới. Hai người chào nhau.
Đế Giang đạo hữu. Tiên đế bệ hạ. Tiên đế cười nói, Đế Giang đạo hữu vượt qua được ải Thanh Liên đạo huynh làm ta bất ngờ. Thanh Liên đạo huynh sẽ không nương tay như ta, thủ đoạn cao hơn ta, tâm kế thâm sâu hơn ta. Chắc Thanh Liên đạo huynh làm khó Đế Giang đạo hữu rất nhiều phải không? Giang Nam cảm ơn cười nói, may mắn chạy thoát từ tay tiên tôn. Bệ hạ, ta rất tò mò, giữa bệ hạ và tiên tôn có đúng như những đạo quân tiền sử nói không? Hai người tàn sát lẫn nhau, chết chung phải không? Bệ hạ có thể cho ta biết được không? Tiên đế mỉm cười nói, tranh chấp lý niệm thường sẽ biến thành tranh chấp bằng vũ lực. Đúng là ta và Thanh Liên đạo huynh đã đánh nhau. Trước khi phụ thân đi, có ban cho ta một hồ lô, bị Thanh Liên đạo huynh đánh nát đi. Giang Nam lòng máy động, hắn có nghe nói về hồ lô tiên đế nhắc, thậm chí được một hồ lô tử nhi trồng trong tam giới Đại La Thiên. Bình Thiên lão tổ làm lại cơ thể cũng nhờ hồ lô trên hồ lô đằng. Giang Nam có dính dáng khá nhiều với chuyện này. Hồ lô đằng giúp Giang Nam vượt qua nhiều khó khăn. Hồ lô đằng kết ra hồ lô bị hắn lấy ban cho đám người Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân và Kế đô. Nhóm Hồng đạo nhân toàn là đạo tổ tiên đạo. Bây giờ ngẫm lại, Giang Nam cảm thấy nhân quả trong đó thâm sâu, làm cho hắn rung mình. Hai vị đều chết trong trận chiến ấy sao? Giang Nam lấy lại bình tĩnh, hắn dò hỏi, tiên giới nhỏ như vậy chắc không chịu nổi hai vị đại chiến. Trong hỗn độn nếu có hai người chiến đấu, e rằng hỗn độn không bình tĩnh như hiện tại. Nếu hai vị xốc sức đánh sẽ để lại dấu vết không thể xóa nhòa. Tiên đế cười nói, Đế Giang đạo hữu, có vẻ trong đầu ngươi chứa đầy câu hỏi. Cũng được, nếu ngươi vượt qua được một ái thì ta sẽ trả lời một vấn đề. Nhưng cửa này tạm dừng đặt câu hỏi. Đế Giang đạo hữu, mời. Giang Nam nghiêm túc nói, mời. Yêu đạo mơ hồ khó dò, Đế Giang đạo hữu, trận chiến ta và ngươi sẽ không so đại đạo vô hình, chúng ta hãy so tài cấp bậc cao hơn đi. Người tiên đế rung lên, ảnh chiếu yêu đạo quấn quanh người, tiên thiên bất diệt linh quang lấp lóe. Tiên đế nói, đại đạo vô hình, nhưng khi sử dụng tức hữu hình. Đạo vô hình, pháp vô dáng, vô hình vô dáng, chứng tiên thiên. Tiến thêm một bước là tiên thiên bất diệt. Cái gì gọi là tiên thiên bất diệt đây? Chỉ một điểm linh quang. Trong cửa này, chúng ta hãy đấu một trận linh quang bất diệt. Lòng Giang Nam rung lên, không người nói, xin bệ hạ chỉ điểm. Tiên đế không vội tấn công, hắn cười nói, trước kia người đã thấy tiên thiên bất diệt linh quang rồi đúng không? Chắc cũng có nghiên cứu đại đạo bất diệt chứa bên trong đó. Thiên địa tịch diệt, đại đạo làm sao bất diệt được đây? Bất diệt là một điểm linh quang sinh linh, linh quang khởi điểm từ đạo tâm, đến cảnh giới đạo quân thì là tiên thiên đạo tâm. Tịch diệt kiếp diệt hết thảy, thế nhưng không thể diệt đạo tâm của ta. Trong ải này nếu người lĩnh ngộ được một chút điều đó, coi như qua cửa. Lòng Giang Nam rung động, hắn luôn không thể hoàn toàn tham ngộ đại đạo bất diệt, kết nối tiên thiên pháp bảo, tiên thiên bất diệt linh quang. Bây giờ nghe tiên đế chỉ điểm, cảm giác như đẩy ra mây mù, thấy được trời xanh. Tiên đế vươn tay chỉ, tiên thiên bất diệt linh quang như sông lớn dâng trào ập hướng Giang Nam. Yêu đạo đại đạo bất diệt trong linh quang phóng lên cao, chứa uy lực tiên thiên pháp bảo mênh mông dâng trào. Tiên đế cười to nói, Đế Giang đạo hữu, nếu người mất tập trung sẽ bị ta một kích giết chết mất thôi. Giang Nam cười phá lên, tất cả tu vi biến thành đại đạo, thời đại yêu đạo. Yêu đạo Đại La Thiên dâng lên đỡ sông tiên thiên bất diệt linh quang trùng kích. Xin bệ hạ yên tâm, ta còn muốn đi đến cuối cùng hỏi ra thắc mắc trong lòng của ta, sao có thể gục ngã trước ải này được. Trận chiến này vất vả còn hơn lần trước Giang Nam đối với ảnh chiếu của tiên đế, cũng nguy hiểm hơn. Đúng như tiên đế nói, sơ sẩy một cái là hắn sẽ bị một kích giết chết. Dung hợp bất diệt đại đạo tiên thiên bất diệt linh quang, một mặt nào đó thì đây là tiếp xúc cảnh giới đạo quân. Đầu tiên là đạo tâm, đạo tâm bất diệt, không bị thời gian mài mòn, không bị tịch diệt kiếp tiêu diệt. Thứ hai, Giang Nam lần lượt bước vào dòng sông thời gian, nhìn vũ trụ sinh diệt, thời đại biến thiên, đã đứng trên độ cao siêu nhiên nhìn các thời đại. Chờ đạo tâm tăng lên, Giang Nam sẽ vượt qua những gì thiên quân nghe và thấy.
Điều này cho Giang Nam khả năng đột phá đạo tâm bất diệt. Đạo tâm bất diệt mới làm được đại đạo bất diệt. Tu luyện đến cảnh giới đại đạo bất diệt cần lĩnh ngộ vô hình vô dạng. Giang Nam đã làm được điều này. Tuy nhiên, đây chỉ là khả năng. Có thể lĩnh ngộ ra tiên thiên bất diệt linh quang, đại đạo bất diệt hay không phải xem Giang Nam cố gắng, năng lực lĩnh ngộ của hắn như thế nào. Tiên thiên bất diệt linh quang trong tay của tiên đế, thiên biến vạn hóa. Linh quang chợt lóe, sát chiêu sắc bén vô cùng công kích yêu đạo đại la thiên của Giang Nam. Hoặc cắt nát, hoặc chấn áp, hoặc công kích nguyên thần, hoặc yêu hóa đạo quả, hoặc chém giết thần hồn, hoặc tan rã thân thể, hoặc vặn vẹo lực lượng tạo hóa, biến Giang Nam thành mèo, chuột, gà chó. Giang Nam buộc phải xốc hết sức ra, đánh thế nhưng vẫn lần lượt bị thương nặng. Giang Nam bộc phát tất cả tiềm năng của mình, dốc sức đối kháng, cố gắng tìm ra cơ hội sống trong sát cục sát khí. Giang Nam biến hóa tất cả, phát huy uy lực yêu đạo, biến đổi khó lường, lâm ly vô cùng. Nhưng như thế chưa đủ đối kháng công kích của tiên đế, bởi vì ảnh chiếu tiên đế đứng trên độ cao hơn, uy nhiếp đại đạo bất diệt linh quang công kích. Nếu không có thủ đoạn tương ứng thì không cách nào đối kháng được, đành phải liên tục rút lui bị thương. Thần đạo cuối cùng thật sự đáng giá đạo hữu trả giá như thế hay sao? Tiên đế công kích, tiên thiên bất diệt linh quang thứ hai bay ra khỏi người, biến thành đóa khánh vân bảo vệ đỉnh đầu. Khánh vân anh lạc Thụy Châu, có họ ảnh của các pháp bảo lơ lửng bên trên khánh vân. Trung to, bảo đỉnh, tiên tháp, dao, cầm, tiên ấn, quyền trượng, vương tọa trôi bồng bềnh. Đóa khánh vân bay ra vạn pháp không xâm, mặc kệ Giang Nam công kích mãnh liệt cỡ nào, bá đạo ra sao cũng không thể đến gần khánh vân được nửa bước. Linh quang trong tay tiên đế biến thành trường đao chém Giang Nam. Hắn thản nhiên nói: "Đế Giang đạo hữu, đôi khi ta cảm thấy ngươi cố chấp quá mức rồi." Người Giang Nam run lên, loáng thoáng có linh quang bay ra từ đỉnh đầu, dần biến đổi hình thành một tòa thần vực. Giang Nam cười nói: "Bệ hạ, nếu tiên đạo chỉ có một mình bệ hạ thì tiên đạo có đáng giá để cho bệ hạ trả giá hay không?" Đạo tâm của Giang Nam dần hiểu ra, tất cả là nhờ kinh nghiệm suốt đời Giang Nam, từ ý niệm bảo vệ, từ sự kiên trì, từ lúc thiên thần đại chiến hủy diệt quê hương, khiến cho Giang Nam bước vào con đường tu luyện, vì cố chấp quyết tâm bảo vệ tộc nhân quê hương mà trở thành tu sĩ, vào Huyền Thiên Thánh Tông bắt đầu bảo vệ Thánh Tông, vì báo ân, vì giết kẻ thù mà không tiếc liều mạng, anh dũng không sợ chết, vì bảo vệ trung thiên thế giới, huyền minh nguyên giới. Giang Nam chặn đại quân địa ngục, bị đánh thành hỗn độn hồng mông, bị chôn trong huyền minh nguyên giới hủy diệt. Vì bảo vệ Giang Tuyết tỷ tỷ, Giang Nam có thể chém giết cùng quần hùng chư thiên vạn giới. Vì bảo vệ thần giới, chúng sinh vạn giới, Giang Nam lần lượt chiến đấu đẫm máu, thậm chí dùng hết âm mưu quỷ kế, rốt cuộc lên ngôi đế, thống nhất chư thiên vạn giới. Vì bảo vệ thê tử, nhi tử, Giang Nam nuốt sáu vũ trụ khác, tự mình gánh tiếng xấu chư thần hoàng hôn kiếp phản bội thần đạo. Khi đến tiên giới, đối diện với dòng nước lũ đại thế nghiền áp, Giang Nam lại vác gánh nặng bảo vệ tiên giới tiên đạo. Mọi điều Giang Nam làm rất ít vì bản thân, hắn toàn vì người bên cạnh, vì che chở. Đây là trách nhiệm, là trách nhiệm làm phụ thân, là trách nhiệm làm phu quân, làm đế vạn linh vì nguyên tắc của bản thân mình. Trách nhiệm hóa thành gánh nặng, gánh trên vai, đầu đội trời, chân đạp đất. Đằng trước là con đường gập ghềnh khó đi, Giang Nam dốc sức vác gánh nặng đi tới. Đạo tâm Giang Nam thấu suốt, có niềm tin tràn ngập lồng ngực. Đó là một mình gánh trách nhiệm bảo vệ bạn bè, người thân, dưới vạt áo đế che chở sinh linh, khiến cho tịch diệt kiếp không thể tiêu trừ. Linh quang trên đầu Giang Nam càng ngày càng nhiều hơn, thần vực treo cao càng lúc càng rõ ràng. Cố chấp, chấp niệm xen lẫn đạo tâm bất diệt, đại đạo bất diệt biến thành tiên thiên bất diệt linh quang riêng của Giang Nam. Trường đao linh quang của tiên đế chém xuống, đứng trên thần vực bị chém rách rồi lại khép lại. Bất diệt đạo âm phóng lên cao, chấn động, lảnh nót, rung động lòng người. Trường đao linh quang liên tục chém xuống, tiên thiên bất diệt linh quang trên đầu của Giang Nam biến thành thần vực cũng càng rõ ràng hơn. Rốt cuộc, khi bất diệt đạo âm đậm đặc nhất thì hoàn toàn biến đổi. Đây là một tòa lô bồng, vẫn là một khóc trời, lơ lửng cách đỉnh đầu Giang Nam một trượng. Dưới lô bồng treo chuông lớn
cái trống to đơn giản đứng thẳng trước lô bồng. Trong bồng bảy lư hương bồ đoàn đặt trước lò. Trên bồ đoàn có thần yêu đạo tay nâng linh tháp, trong góc có đỉnh vuông. Tiên thiên bất diệt linh quang của Giang Nam biến thành lô bồng che chở. Tiên đế thu linh quang ngồi xếp bằng, Giang Nam cũng ngồi khoanh chân, hai người im lặng đối diện với nhau. Khánh vân trên đầu tiên đế phát ra tiếng chuông lành lót, gõ đạo diệu vô tận. Thời gian tiên đạo vô tận, hư vô mờ mịt. Thời gian trôi qua, mọi thứ di chuyển, chỉ có tiên đạo là vĩnh tồn. Lô bổng trên đầu Giang Nam bao phủ sau lưng, bên dưới treo chuông lớn ngân vang. Thời gian ẩm mỹ như sông chảy xiết, gột rửa tất cả, thế nhưng không thể cuốn trôi mọi thứ lô bổng che chở bên trong. Khánh âm vang dội, lại có một loại đạo âm bất diệt phát ra, xa xôi như từ thiên của thiên ngoại truyền đến, ý cảnh xa vời, như có một người ngồi trên khánh vân xem thương hải tăng điền, hồng trần quấy rối, thế nhưng không thể lay động đạo tâm vĩnh hằng không phá. Đằng trước lô bồng vang tiếng trống kêu thùng thùng, thanh âm sát phạt nổi lên như chiến trường trong hồng trần, chiến đấu vì lý tưởng, vì niềm tin. Hai người ngồi yên, đạo âm bất diệt va chạm, lý niệm xung đột tranh đấu, các loại đạo âm giao thác công phạt như có trận chiến vô hình. Tiên đế đột nhiên thu khánh vân trên đỉnh đầu về. Đế Giang đạo hữu, qua 500 năm rồi, người cũng nên đi đi. Tiên đế đứng dậy nói, người đã qua cửa, ải tiếp theo vẫn là Thanh Liên đạo huynh. Ta không biết hắn sẽ làm khó dễ đạo hữu như thế nào, nhưng chắc hắn sẽ không để cho ngươi được ích lợi gì đâu. Giang Nam thu về yêu đạo Đại La Thiên, lòng rung động, hét lên thất thanh. Sao? 500 năm ư? Sao nhanh như vậy? Giao lưu đại đạo 500 năm đã là ngắn rồi. Tiên đế bình tĩnh nói, thời gian đối với tồn tại như hai ta chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Thoáng chốc phàm nhân sinh sán không biết bao nhiêu đời. Ví dụ Đế Giang đạo hữu muốn che chở cho một phàm nhân, có lẽ người chớp mắt một cái, phàm nhân đã sinh sán không biết bao nhiêu đời. Đạo hữu muốn che chở cho một phàm nhân, chớp mắt một cái thôi, phàm nhân kia đã mất 100.000 năm, hậu đại sinh sản thành đại tộc. Người đạo hữu che chở ở đâu, có ý nghĩa gì đấy? Đạo hữu không níu giữ thời gian được, dù có thể thì trong lô bồng đó có thể che chở bao nhiêu người được đấy? Giang Nam im lặng lướt qua người tiên đế, bỗng đứng lại. Giang Nam cười nói, chớp mắt qua 100.000 năm sẽ bỏ qua nhiều điều thú vị. Tiên đế bệ hạ muốn sáng tạo ra thời đại tiên đạo không bị tịch diệt kiếp tiêu trừ, đó cũng là chấp niệm. Hai ta có điểm giống nhau, chờ ta vượt qua các cửa ải, ta sẽ xin thỉnh giáo bệ hạ một vấn đề. Giang Nam bước lên dòng sông thời gian thần đạo tiền sử, đi ngược dòng tới trước. Giọng của tịch diệt đạo nhân ầm ĩ gào thét lên. Nhìn ngó ta 14 thời đại mà không dám đánh nhau với ta sao? Chuột nhắt nhát gan, chỉ dám làm rùa đen, rụt đầu. Ngươi đi ra, ra máu. Ngươi chờ xem, ta sẽ bóp nát ngươi, nhét vào trong góc hỗn độn, chôn vùi ngươi. Mỗi một năm hỗn độn qua đi, ta sẽ đào mộ quốc mã ngươi lên, tưởng nhớ tên cặn bã đã rình ngó ta. Giang Nam phất lờ tịch diệt đạo nhân đang la ó, hắn thầm nghĩ, lần này tiên tôn sẽ làm khó ta như thế nào đây? Lại là hồng bông tiên thiên hay sao? Nếu tiên tôn lại thi triển ra hồng bông tiên thiên thì khó mà làm gì được ta. Ngược lại bị ta thăm dò ảo diệu ở bên trong, không chừng một hơi tham ngộ ra tiên thiên nguyên thủy. Thời đại thần đạo tiền sử là một thời đại rất rực rỡ, hơn cả yêu đạo, ma đạo. Trừ Mông Tốn, vạn vật đạo tổ ra có 4 đạo quân. Mông Tốn đạo quân là lãnh tụ cao nhất, tập hợp tất cả thiên tài địa bảo, thần tiền sử, các cường giả cùng nhau chế tạo thần mẫu. Vạn vật đạo tổ cho rằng kế này có thể thực hiện, kế hoạch to lớn, độ qua tịch diệt kiếp, nên hết sức giúp đỡ chế tạo thần mẫu, đóng góp trí tuệ. Khi đó vạn vật đạo tổ rất nhiệt tình, chân thành. Vạn vật đạo tổ cùng đạo quân thần đạo khác hoàn thành kế hoạch vĩ đại. Đó là thời đại nhân tài lớp lớp, ức vạn vạn thần linh tiền sử chế tạo thần mẫu, có thể viết thành sử thi hào hùng. Tất cả hy vọng đặt hết vào thần mẫu. Cuối cùng bọn họ thành công tạo ra thần mẫu trước khi tịch diệt kiếp đến, gieo hò hoan hô. Các sinh linh mừng vui, đám đạo quân Mông Tốn đạo quân kích động, nước mắt lưng tròng. Vạn vật đạo tổ cũng rất hưng phấn.
vô số sinh linh thời đại thần đạo ký thác thần hồn, nguyên thần, đạo quả vào cơ thể thần mẫu. Ban đầu không có gì lạ, nhưng tồn tại càng mạnh ký thác vào người thần mẫu, làm cho thần mẫu dần sinh ra linh trí. Cuối cùng, một vị đạo quân ký thác đạo quả, nguyên thần và thần hồn trong đạo quả vào thần mẫu là lúc thần mẫu mất khống chế. Tất cả hy vọng biến thành bọt nước. Toàn bộ sinh linh thời đại thần đạo, trừ số ít đạo quân như Mông Tốn đạo quân, Vạn Vật đạo tổ ra, còn lại bị thần mẫu nuốt sạch đạo quả, nguyên thần và thần hồn. Đó là cảnh tượng thê thảm biết nhường nào đây. Khắp vũ trụ thần đạo đầy giấy xác chết, nguyên vũ trụ chết đi, tịch diệt kiếp bộc phát trước tiên. Vạn Vật đạo tổ ủ rũ, các đạo quân khác hoặc chết hoặc trốn, có người may mắn và vô nhân cấm khu trốn đi. Mông Tốn đạo quân phát điên, trong khoảnh khắc thần mẫu đạo quân mất khống chế thì Vạn Vật đạo tổ cũng nổi điên, khóc kinh thiên động địa, khóc nguyên vũ trụ thần đạo đổ mưa máu. Mông Tốn đạo quân lang thang trong tịch diệt kiếp và hỗn độn như ma quỷ sắc sống. Lòng Giang Nam buồn bã. Mông Tốn đạo quân vì sinh linh thời đại của mình chế tạo ra thần mẫu, kết quả thần mẫu sinh ra sinh linh nên tất cả sinh linh thời đại thần đạo đã chết thảm. Lòng Mông Tốn đạo quân áy náy, bị đả kích rất lớn. Có lẽ suốt đời Mông Tốn chìm đắm trong cảm xúc áy náy này không thể giải thoát được. Mông Tốn đạo quân vì báo đáp ơn đế và tôn không giết cứu mạng mà biến thành Mông Tốn thái tử, kiếp này có xung đột với thần mẫu đạo quân là chuyện sớm hay muộn. Giang Nam đi trong dòng sông thời gian thời đại thần đạo tiền sử 6-700 năm mới đến điểm khởi đầu thần đạo, đi vào tịch diệt thiên hỏa. Đằng trước là đài cao đứng thẳng, ảnh chiếu tồn tại ngồi xếp bằng, dường như đang nhắm mắt tập trung. Giang Nam nhìn xung quanh, trong tịch diệt thiên hỏa có thêm một tấm bia đá viết chữ từng đến đây chơi. Giang Nam đứng trước bia đá quan sát chữ viết của tiên tôn, chép miệng khen. Giang Nam bước lên đài cao hành lễ. Tử Xuyên xin chào tiên tôn. Thanh Liên tiên tôn đứng dậy đáp lễ, bình tĩnh nói: Đế Giang đạo hữu, ai này hay ta không đánh nhau, ngươi chơi một ván cờ với ta đi. Giang Nam thế mới chú ý thấy trước mặt Thanh Liên tiên tôn bày một bàn cờ, thế nhưng chưa có quân cờ. Giang Nam mỉm cười nói: Tiên tôn thật có nhã hứng à, thế nhưng tạo nghệ kỳ đạo của ta khá là thấp, không phải đối thủ của tiên tôn. Có thể đi đến đây, nhiều ít có khí phách rộng lớn, chứa vũ trụ càn khôn, thủ đoạn còn không phân biệt cao thấp à. Thanh Liên tiên tôn cười nói: Đế Giang đạo hữu, mời ngồi. Giang Nam ngồi xuống, Thanh Liên tiên tôn cầm cờ đen đặt một quân xuống. Thanh Liên tiên tôn cười nói: Trưởng giả ưu tiên, ta đi trước một chiêu vậy. Giang Nam cầm quân cờ đen lên, chưa đặt quân cờ xuống, đột nhiên mắt hoa lên, bàn cờ biến mất, thay thế là vũ trụ hồng hoang, rõ ràng là thời đại thần đạo. Giang Nam cười cười: Lại đến nữa sao? Tiên tôn định dùng Hồng Mông Tiên Thiên lấy mạng ta sao? Nhưng Giang Nam phát hiện có điều khác biệt. Tuy hắn và vũ trụ thần đạo biến ra từ Hồng Mông Tiên Thiên, thế nhưng vị trí cao cao tại thượng, vũ trụ hồng hoang dưới chân, mắt nhìn thấy hết, tay nắm giữ tất cả. Đối diện với Giang Nam, thân hình Thanh Liên tiên tôn to lớn bao la, khổng lồ y như hắn, sừng sững trước màn trời vũ trụ như bóng lưng thời đại. Giang Nam cũng là một bóng lưng khác. Hắn ngơ ngẩn nhìn cờ đen trong tay, cờ đen là một sinh linh thời đại thần đạo. Thanh Liên tiên tôn đặt cờ trắng xuống, đã biến thành sinh linh thứ nhất trong thời đại thần đạo, chém tiên thiên chi cơ. Đế Giang đạo hữu, trận so đấu này chúng ta luận đạo cao thấp vậy, thế nhưng không làm tổn thương hòa thuận. Thanh Liên tiên tôn cười nói: Mời đặt cờ. Giang Nam nhíu mày, đặt sinh linh thần đạo trong tay xuống. Hai sinh linh rơi vào vũ trụ thần đạo, mỗi bên tự tu luyện, một tu luyện tiền sử thần đạo chuyển hóa tiên đạo, một tu luyện thần đạo mà Giang Nam tự mình sáng tạo, hai bên tự phát triển không liên quan. Thời gian trong vũ trụ thần đạo qua nhanh, Giang Nam, Thanh Liên tiên tôn như người khống chế vũ trụ từ thiên ngoại vậy, dùng thiên hạ làm ván cờ, so tài ván cờ hoàn toàn mới. Trong khi hai người chớp mắt thì vũ trụ thần đạo đã qua mấy vạn năm. Thanh Liên tiên tôn lại đặt cờ xuống, quân cờ biến thành nữ nhân, tu luyện tiền sử thần đạo, chuyển hóa tiên đạo, kết đạo lữ với quân cờ trước đó, sinh sản sinh sôi. Thời gian trôi qua,
rất nhanh phát triển thành đại bộ lạc man hoang. Giang Nam cũng đặt cờ xuống, biến thành nữ nhân thần đạo, kết đạo lữ với quân cờ trước đó, phát triển thành thần đạo bộ lạc. Bất giác Giang Nam, Thanh Liên Tiên Tôn đặt mấy chục quân cờ. Vũ trụ thần đạo dần phát triển, càng lúc càng nhiều sinh linh chia hai phái tiên đạo, thần đạo đối lập với nhau. Các bộ lạc đầy dãy ngôi sao, phân cách cương vực vũ trụ thần đạo, tự chiếm lĩnh động tiên, mạch khoáng linh mạch, chiếm cứ tài nguyên. Trong vũ trụ thần đạo đã hình thành thế đối lập, các bộ lạc tự phát triển, lớn mạnh lên. Nhưng tiên đạo dễ tu luyện hơn thần đạo, Giang Nam khai sáng. Bộ lạc tiên đạo mạnh hơn bộ lạc thần đạo, cũng đông người hơn. Cuối cùng bắt đầu đụng độ, các bộ lạc thần đạo bị tiêu diệt. Nhưng vũ trụ quá rộng lớn, chiến đấu chỉ là va chạm quy mô nhỏ lẻ. Giang Nam và Thanh Liên Tiên Tôn vẫn đặt quân cờ trải rộng khắp vũ trụ hồng hoang, đẩy vũ trụ phát triển đến trạng thái hưng thịnh nhất.